Xin chào các bạn ha. Trong cái video này đó thì kênh kiến thức sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể thay đổi cảnh nền trên Windows 10 á một cách liên tục tự động ha. Thì ở đây các bạn thấy là cái màn hình nền này của mình á là mình đang để cố định ha, nó đang sử dụng một cái hình nền màu xanh nè. Tuy nhiên thì một cái nhu cầu đặt ra là làm thế nào để có thể quy định trong khoảng thời gian là bao lâu á thì nó sẽ tự động thay đổi một lần. Thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn ha. Các bạn sẽ lướt chuột phải trên cái màn hình laptop này. Các bạn sẽ chọn cái mục là Personal, tức là cá nhân hóa đó, các bạn kích vào. Thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ là cửa sổ thiết lập hay gọi là setting đó. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái mục gọi là background. Thì cái mục background này tức là cảnh nền ha. Thì các bạn thấy nó đang để sẵn chế độ gọi là picture ha, picture chỗ này. Thì picture tức là lấy một cái tấm hình để nó làm cảnh nền. Ví dụ mình chọn cái ảnh cô gái này chẳng hạn thì nó sẽ thay đổi cái nền ha. Hoặc các bạn có thể kích vào cái nút round để các bạn có thể lấy một cái ảnh bất kỳ trên cái máy tính của mình. Ví dụ mình lấy cái ảnh là băng tuyết gì nè ha. Mình chọn là Joy Picture này. Thì các bạn thấy lập tức nó sẽ thay đổi cảnh nền ở đây. Và nếu mình ra ngoài màn desktop á thì các bạn thấy nó cũng thay đổi ở đây luôn. Tuy nhiên cách làm như thế này á là cách mà các bạn thiết lập một cái hình cố định để làm ảnh nền. Còn cái video này mình đang nói là mình muốn dùng một cái live show, tức là một cái bộ sưu tập ảnh á, nó sẽ tự động thay đổi theo cái thời gian mà các bạn quy định. Ví dụ như ở đây mình sẽ kích vào cái nút Round chỗ này. Mình sẽ chọn một cái folder chứa các cái hình ảnh. Ví dụ như mình có một folder là hình demo nè. Mình kích vào cái phần là Joy Disk Folder. Các bạn cứ việc bỏ các cái hình ảnh vào trong cái folder này thì tự động nó sẽ thay đổi theo cái thời gian mà các bạn thiết lập. Thì ở đây các bạn thấy nó đang để sẵn là 30 phút nè. Các bạn có thể chuyển qua 1 phút hay là 10 phút hay là 1 giờ. Thì đến đúng cái thời gian quy định đó nó sẽ tự động thay đổi hình ảnh ha. Ví dụ mình chọn 10 phút. Cái phần này nó có hai chế độ nữa là bật on này lên á, nó sẽ tự động lấy hình ngẫu nhiên chứ không có theo thứ tự. Theo thứ tự là sao? Ví dụ như mình trong cái folder đó mình đặt cái hình là 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ đổi là cái file 1, sau đó đổi vào file 2, đổi file 3, file 4. Còn khi mà các bạn bật on lên như thế này thì nó sẽ tự động lấy ngẫu nhiên, có thể là 1, rồi 4, rồi 5, rồi 3, rồi 2 ha, nó sẽ thay đổi. Còn cái này nó sẽ nói là nó sẽ chạy cái live show này khi mà các bạn sử dụng pin á, thì cái này xài trên laptop thôi. Và cái cuối cùng á là cái chế độ mà hiển thị hình ảnh ha, các bạn có thể kích vào. Ở đây có thể hiểu là nó hiển thị đúng kích thước hay là hiển thị là co giãn hình ảnh hay là lấy từ cái trung tâm ra chẳng hạn ha. Thì cái này các bạn có thể kích vào để các bạn thử. Rất đơn giản là các bạn kích xong thì các bạn nhìn ở đây. Các bạn thấy giả sử nó bị thu nhỏ này ha, nó không có fit đầy cái màn hình. Ở đây mình sẽ chọn qua một cái khác thì các bạn sẽ thấy nó khác này ha. Sau khi chọn xong thì kích chuột ra ngoài một cái, các bạn thấy trên đây nó đã thay đổi nè. Sau khi mà làm xong rồi thì các bạn cứ việc tắt cái màn hình này đi. Thì lúc này cái màn hình desktop của mình nó sẽ tự động thay đổi hình 10 phút một lần ha, theo cái folder mà các bạn chứa sẵn ở đây. Các bạn có thể download nhiều cái ảnh đẹp, các bạn bỏ vào cái folder này thì tự động nó sẽ thay đổi những cái ảnh này thành cái ảnh nền cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới video ha. Chào các bạn.